Trong năm 2022, công tác giải ngân đầu tư công của thành phố Dĩ An gặp phải rất nhiều khó khăn, nên hiện chỉ mới đạt hơn 67% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Vì vậy, trong chiến dịch cao điểm 55 ngày đêm để mạnh giải ngân đầu tư công, thành phố Dĩ An sẽ tập trung quyết liệt, tháo gỡ các khó khăn và vướng mắc. Tính đến ngày 13 tháng 12 năm 2022, thành phố Dĩ An ước giải ngân đạt gần 376 tỷ đồng, đạt 67% dự toán của Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Trong đó, về giá trị xây lắp, tiếp tục thực hiện trên 20 công trình, đã giải ngân trên 191 tỷ đồng, đạt gần 64% so với vốn được giao là hơn 308 tỷ đồng. Về công tác giải tỏa đền bù, đã tổ chức chi trả trên 185 tỷ đồng, trên tổng số gần 261 tỷ đồng, đạt 71%. Qua chỉ đạo của tỉnh về cái chiến dịch về cao điểm giải ngân đầu tư công thì Ủy ban thành phố Dĩ An rất là quyết liệt để triển khai cái việc này. Thì qua đó thì cũng đã có những cái kiến nghị cụ thể đối với tỉnh thì sớm hỗ trợ để phê duyệt cho Dĩ An các cái đơn giá là trên cơ sở đó để mà triển khai mà áp giá và chi trả cho các hộ dân từ nay đến cuối năm. Công tác giải ngân đầu tư công của thành phố Dĩ An triển khai chậm có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, cụ thể là biến động của giá nguyên vật liệu xây dựng, những thay đổi trong các quy định về thủ tục đầu tư công. Bên cạnh đó, việc phê duyệt đơn giá đền bù các công trình dự án triển khai chậm, chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư còn thấp, công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn khi còn nhiều người dân chưa đồng thuận. Một mặt là chúng ta đang xây dựng đơn giá theo cái lộ trình mới, quy trình mới, nó gặp khó khăn về cái lộ trình. Cái thứ hai gì công tác đền bù mà với cái giá phê duyệt chậm thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là chúng ta chậm phê duyệt chi trả thì người dân người ta cũng không có đồng tình về cái thời gian xây dựng giá. Ví dụ như ta đi họp dân, ta công bố giá như vậy trình mà kéo dài một năm thì khi mà là được phê duyệt thì người dân sẽ phản đối cái giá đó là quá trễ, quá chậm. Thì cũng là ảnh hưởng đến cái điều kiện của người dân, người ta thắc mắc khiếu nại. Nó cũng là một điều kiện khó khăn cho cái công tác là phê duyệt hồ sơ rồi chi trả tiếp nhận mặt bằng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về mở chiến dịch cao điểm giải ngân đầu tư công năm 2022, thành phố Dĩ An đang phấn đấu đến ngày 30 tháng 1 năm 2023 sẽ giải ngân đạt trên 95% tổng nguồn vốn. Thành phố Dĩ An yêu cầu cấp ủy chính quyền thành phố phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến từng dự án công trình. Trong đó cần làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát có năng lực, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Về công tác đền bù giải tỏa, thành phố đã trình xong phê duyệt đơn giá bồi thường cho hai dự án là đường 30 tháng 4 và đường Vành đai Đông Bắc 2 để đẩy nhanh tiến độ chi trả. Ngay sau khi nhận được cái nhiệm vụ về cái giao chỉ tiêu vốn hàng năm thì cơ quan tham mưu sẽ là xây dựng cái kế hoạch thật là cụ thể, qua đó là gắn với là từng cái công trình sẽ gắn với cái vốn đã được là bố trí. Chúng tôi sẽ lên cái kế hoạch cho từng cái công trình, sẽ lên cái giải pháp và tham mưu ủy ban những cái kiến nghị để là thực hiện được cái kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư công có vai trò và ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thành công lộ trình phát triển về đô thị, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững. Vì vậy, thành phố Dĩ An cần phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong thời gian tới.